Ngày 25 tháng 10, Công an huyện Thọ Xuân Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa nắm giữ nhóm đối tượng chuyên ăn trộm tài sản ở trường học, nhà dân và cả nghĩa trang. Cụ thể, sau một thời gian điều tra, công an đã nắm giữ 8 đối tượng trong ổ nhóm ăn trộm do Mai Văn Cường 1986, trú làng Mạc Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, nắm đầu. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đêm đến kén cỏi đi xe máy dọc tuyến quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh qua các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Ngọc Lặc. Khi phát hiện các trường học không có bảo vệ hoặc nhà dân ven đường không có người ở nhà thì bỗng nhiên nhập vào ăn trộm những tài sản có giá trị như máy vi tính, xe máy, tivi, cây cảnh, hoa phong lan. Sau đó đem đi các địa bàn khác tiêu thụ. 8 đối tượng trong ổ nhóm bị công an nắm giữ và tang chứng vụ án. Không chỉ ăn trộm máy tính, tiền, quần áo, giày dép, các đối tượng còn bỗng nhiên nhập vào cả nghĩa trang liệt sĩ trộm tổ cây cảnh về bán lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong một thời gian ngắn, ổ nhóm này đã gây ra khoảng 20 vụ ăn trộm tài sản với tổng giá trị tài sản ước tính gần 200 triệu đồng. Hiện công an huyện Thọ Xuân đã thu hồi được nhiều tài sản trả lại cho các bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng rãi vụ án này.